để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phục thờ Thiên Chúa. Chúng ta không được gọi để nên thánh. Tôi nhắc lại, chúng ta không được gọi để nên thánh, mà chúng ta được sinh ra để làm thánh. We was born to be sent, not called to be one. Khi chúng ta cầu nguyện không phải là để Chúa làm theo ý mình, mà để mình hiểu được và làm theo ý Chúa. Chúa thông minh sáng suốt vô cùng. Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa yêu mình. Đạo nào cũng tốt, không dám đâu. Đạo Công giáo không dạy cho chúng ta sống tốt. Mục đích của Đạo Công giáo và mục đích của con người sống trên thế giới này là để hiểu, để yêu và để phụng thờ Chúa. Và trong cái công việc phụng thờ Chúa đó, chúng ta sống tốt. Rồi, các ông bà nào mà hôm nay cha giảng cho giới trẻ, cho nên ông bà nào muốn ngồi nghe thì cha chào mừng. Nhưng mà nghe xong về cấm chửi nhá. Chửi là có tội nhá. Hôm nay tôi giảng cho giới trẻ, giới già ngồi nghe, cha sẵn sàng. Nhưng mà nghe xong về cấm chửi, bảo là cha anh nói lung tung. Không dám đâu, tôi nói thật đấy. Ông bà ham vui nên mới đẻ ra một lũ trẻ như thế này này. Rồi. Thank you con. Rồi, chúng ta bắt đầu. Hôm nay trước khi bắt đầu cha phải quảng cáo đó. Hôm nay cha biết giới trẻ đi nhiều lắm, cho nên cha vẫn mang chuối này. Cha mang nai khô, cha giết nai, cha làm khô từ bên Mỹ về, ta cho mày ăn này. Hôm nay cha mang theo nhiều rượu lẻ này. Nhưng mà hôm qua là tao cho từng chai, hôm nay đứa nào trả lời đúng là cho nguyên chai. Đứa nào trả lời đúng phần nào tao rót ra phần đó. Cho mày uống ngay tại chỗ luôn. Thôi chúng ta bắt đầu, chúng ta cùng đứng nha, chúng ta cùng đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con vừa đón nhận linh dược tuyệt vời, tặng phẩm quý nhất của Thiên Chúa là chính mình và máu Thánh Chúa Kitô. Giờ đây Chúa lại tiếp tục giữ chúng con lại đây trong những giây phút bận rộn của cuộc đời. Xin Chúa hãy giúp mỗi người chúng con biết mở khối óc, mở tâm hồn, mở con tim, mở đôi mắt để nhìn thấy Chúa, để ngửi thấy Chúa, để nghe thấy Chúa, để cảm nhận được Chúa và yêu Chúa, để cuối cùng khi chúng con dám ra đi và mang Chúa đến cho mỗi người trong đôi bàn tay của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Mời mọi người ngồi. Hôm nay chúng ta giảng ngoài lễ cho nên tha hồ muốn vỗ tay, muốn hỏi, muốn cười, muốn gì cũng được nha. Rồi bây giờ cha bắt đầu. Cha đi giảng cái đề tài này là đề tài đầu tiên cha đi giảng cho người Việt là 9 năm trước. Cha giảng ở Đại hội Thánh Mẫu tại Missouri trước mấy chục ngàn người đó, cha không nhớ rõ nữa. Cái đề tài Sex is good, tình dục thì rất sướng. Và cha nói với các anh chị em là về đọc cho cha chương thứ nhất và chương thứ hai Sách Sáng Thế Ký, đúng không ạ? Là hai chương Chúa tạo dựng. Thì bây giờ cái câu đầu tiên người ta hay đặt câu hỏi là tại sao cha mà lại đi nói về tình dục? Thì cha trả lời như cha đã nói hôm nay. Những thằng nào nó làm thì nó không cần phải nói. Đã cấm tao làm mà không cho tao nói, tao không chịu được, phải cho tao nói. Cái người ta nói, nhưng mà tại sao cha làm cha mà cha cứ nói? Ta nói, bà chỉ cho tôi cái chỗ nào giáo hội cấm mấy ông cha nói đâu. Có chỗ nào giáo hội cấm không? Mà giáo hội ông cấm, sao mấy bà ông bà cứ cấm tôi nói? Cái người ta hỏi cho vậy, thế cha nói, hồi đó cha nói cha còn đồng trinh, thì tại sao cha biết nó sướng? À, cái câu này, đứa nào biết cha trả lời sao? Đứa nào biết câu trả lời, tao rát cho nửa ly rượu ngay tức thì. Ây, rượu này không phải rượu bình thường nhá, rượu lẻ cha mang từ Mỹ về đấy con à. Đứa nào mở cho cha chai rượu ra đây con, mở cho bố chai rượu ra. Đứa nào biết cha trả lời làm sao không? Tại sao cha biết nó sướng? Đứa nào ở đây chưa làm mà biết nó sướng? Giơ tay lên trả lời coi. Ở cái giới trẻ này không đứa nào thích sướng hết nhở? Tại sao biết con nó sướng? Tại sao con biết nó sướng?
Dạ thưa cha, là nghe người ta nói sướng thì nó sướng ạ. Sao mày nói chậm chậm thế? Mày đã nói tiếng Nghệ An là khó nghe quá rồi mà mày còn nói nhanh nữa rằng tao hiểu được. Dạ thưa cha, như con thấy á, có người nói là nghe người ta nói nó sướng thì thấy nó sướng ạ. Nghe cha giảng thấy nó sướng, nó không liên quan gì tới tình dục con ơi. Con biết tại sao cha không biết nó sướng không? Tao mới nghĩ đã thấy nó sướng rồi thì làm chắc nó sướng lắm. Có thằng nào ngồi đây mà không nghĩ không? Cái tuổi của tụi con là đứa nào cũng đã từng nghĩ về tình dục hết rồi. Mà thống kê nó còn bảo là các người nam á, là một ngày nó thức 14 tiếng thì hết 7 tiếng nó suy tư về tình dục rồi. Cứ nó thấy con gái đi ngang là nó nghĩ tới tình dục à. Ở đây tao không biết nó đúng hay sai, nhưng mà đối với tao là nó đúng. Mà tại sao cha dám nói về đề tài này thì cha trả lời như thế này, rất là đơn giản. Cha chỉ muốn nói nhanh thôi. Trước khi cha đi tu, cha đã đính hôn. Cha đã từng có bồ, cha đính hôn. Rồi cô bồ cha bắt cha đi tu, cho nên cha mới đi tu. Cha đi chính vì thế cho nên những năm trong chủng viện cha nhớ bồ cha lắm. Cho nên cha hay hát cái bài hát này này. Lạy Chúa tu viện từng đêm thân thang, nghe gió gọi tên người yêu thì thầm, dừng cơn giận cha Chúa ơi, lời kinh lệ đẫm trên môi, vì con cũng là con người. Mẹ không đứa nào vỗ tay sao tao hát nữa mày. Cái điệp khúc là Chúa ơi con bắt đền Chúa đó. Ai bảo Chúa đã gọi con mà không giết chết tim con, để hôm qua con buồn phiền, để hôm nay con chiến đấu và ngày mai biết đâu con sẽ ngã. Nhưng lạy Chúa tu viện từng đêm mưa ngâu, yêu Chúa thật sâu lòng con nguyện cầu, người yêu đã chết trong tim, tình con vẫn mãi xin vâng, đời con hiến trọn cho Ngài. Nhưng đi tu nó có cái sướng của nó, tụi con không hiểu đâu. Tao đi tu sướng lắm. Bởi vì biết tại sao? Từ ngày cha bước đi tu là hết buồn tình. Từ ngày cha bước đi tu là thấy vui hơn. Từ ngày cha bước đi tu là hết đơn côi. Ban bên mình đến với nhà kinh, ban đêm mình đến với nhà trầu, đời mình đẹp mãi có cha và con. Cho nên đi tu nó có cái sướng của nó chứ không phải không đâu. Nhưng mà trở về cái sướng của tụi con, hôm nay cha tới đây không có nói cái sướng của thằng Thông đi tu, mà cha tới đây nói cái sướng mà tụi con khoái cơ. Tiếng Anh cha dùng chữ such is good. Good ở đây nó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ai giải thích cho cha cái nghĩa đen nó good ở chỗ nào cho cha biết? Chai rượu đầu tiên, đứa nào giơ tay lên? Nghĩa đen nó good ở chỗ nào? Ở đây hình như chưa có đứa nào nó đã thử hay sao ta? Nghĩa đen nó good ở chỗ nào? Mời con ra đây. Trả lời mà không đúng là cho cầm cái chai là cho đập luôn. Dạ thưa cha, con nghĩ là... Đừng có nghĩ con. Tao hỏi nó good chỗ nào chứ tao không có nói mày nghĩ nó good ở chỗ nào. Nó thực sự nó good mà nó good nghĩa đen mà con. Mày đừng có nghĩ, mày nghĩ là nó ra nghĩa bóng. Nghĩa đen nó good cho chỗ nào? Mời con chạy ra đây nhanh lên. Không thôi mất hết thì giờ. Chạy nhanh ra đây. Cho anh này một tràng pháo tay coi. Con thưa cha mà mọi sự Chúa dựng nên đều tốt đẹp, nên là sexy is good. Tao hỏi nghĩa đen mày trả lời nghĩa bóng cái thằng này. Còn nghĩa đen nó good ở chỗ nào? Mày có biết cái chỗ không? Cơ thể mày có bao nhiêu cái chỗ, cái phần? Nó good ở chỗ nào? Đừng có nói với cha là tụi con không dám nói. Khi cha đi nói về tình dục, đứa trẻ nó cứ bảo cha nói thế mà ghê. Con nói mẹ tao nói nó ghê, sao lúc mày làm nó không ghê? Cho nên chúng mày, tao nói cho chúng mày ghê khỏi làm luôn. Đâu chỗ nào giơ tay?
Dạ thưa cha, theo con được biết, tình dục nó là một cái nhu cầu cơ bản của con người. Nó good chỗ nào, tao không có hỏi cái nhu cầu ở chỗ nào. Mày vòng vo quá, tao cầm này tao đập á. Dạ thưa cha, một khi cái nhu cầu cơ bản của con người được thỏa mãn thì mình cảm thấy đời sống nó được thăng hoa. Mà đời sống nó được thăng hoa thì bản thân về cái cơ thể của mình tức là mình phải được thỏa mãn cả về sinh lý học và tâm lý học. Cha hỏi nó good ở chỗ nào? Con này nó chưa xỉn mà nó đi dài vòng, cha đổ cho mày hết chai này bây giờ. Good ở chỗ nào con? Dạ thưa cha, good ngay cái chỗ sung sướng. Nó ngồi nó giải thích cho thằng không biết sung sướng ở chỗ nào thì vậy là cái chỗ sung sướng là nó good ở cái đầu phải không? Hồi nãy cha nói tao nghĩ nó đã sướng rồi là cái chỗ sung sướng tao nó nằm ở cái ốc. Vậy là mỗi lần quan hệ tình dục là nó sướng cái ốc hả con? Nó good ở chỗ nào? Đây. Thưa cha là nó good cả toàn thân. Mẹ chính xác. Dạ em xin các bác, nó good từ đây cho đến đây này. Mẹ, nào là sinh lý, nào là tâm lý, khi nào con người nhu cầu thỏa mãn. Xin lỗi con đi, con người có nhiều nhu cầu lắm đó. Mày ăn thử vô coi nó có cái nhu cầu gì kế tiếp. Cho nên tao không có hỏi nhu cầu. Ngày mày ăn ba bữa mày có nhu cầu gì sau khi mày ăn? Tôi chỉ hỏi là tình dục thì nó good, mà nó good ở chỗ nào trong nghĩa đen? Dạ thưa, nó good toàn thân. Đúng không? Đây, tôi nói tôi về Việt Nam, tôi đi vòng vòng, tôi thấy các bạn. Này, tôi ra công viên 23 tháng 9, chỗ thanh thiên đặc địa. Tôi thấy nó là nó vuốt từ trên xuống dưới. Trịnh Công Sơn bảo anh vuốt tóc em cho đêm khuya lạnh giá, mà tóc em chỉ tới cổ, nó vuốt quá phần cổ luôn. Đã nó cứ toàn thân, nó phải tê cả người nó lên. Đấy là good nghĩa đen. Bây giờ tôi hỏi nó good nghĩa bóng ở chỗ nào? Nó good nghĩa bóng ở chỗ nào? Cha nói là cái cảm xúc mà của lý trí và con tim do Thiên Chúa ban tặng cho mình. Không có, phải dựa vô chương 1 và chương thứ 2 của sách Sáng Thế Ký. Cha thông dạy là phải đi theo Kinh Thánh nói, chứ còn theo tao nói sai hết á. Good chỗ nào con? Dạ thưa cha, là đúng theo lời của Chúa trong chương 1, chương 2. Là đúng là chỗ, cái chỗ nào mày lừa tao hả? Dạ thưa cha, Chúa nói là các ngươi hãy sinh sản khắp mặt đất này. Là Chúa nói sao? Chúa nói sinh sản là sao? Là làm gì để sinh sản? Dạ thưa cha, là quan hệ tình dục để sinh sản. Mà quan hệ tình dục thì nó gứt cái thân xác là mình biết rồi. Vậy nó gứt cái nghĩa bóng ở chỗ nào? Đúng. Thôi bà mở cái bà này, bà nói đưa cha con mở cho cha. Thôi của cha để cha mở, bà đừng có mở cho cha. Bà mở chai rượu dùm cha, cha đưa. Bà nói đưa con mở cho cha, bà biết bà mở cái gì. Thôi bà cứ ở bên đó đi. Không, tôi biết bà mở cái gì của cha. Tôi đang nói chuyện tình dục, bà nói cha đưa con mở cho. Vừa phải, tao đâu có bị lừa một cách đơn giản như vậy được. Vậy rồi, mày trả lời đúng phần 3, tao cho mày nửa ly. Rồi uống đi con, đó. Uống đi. Đứa nào trúng phần nào cho phần đó. Nó good ở cái nghĩa bóng ở chỗ nào? Nó good ở cái nghĩa bóng ở chỗ nào? Đây trên này cha thấy các bạn đang giơ tay lên. Mấy này là chịu khó đọc Kinh Thánh hôm nay đi quyết định lấy chai còn lại phải không con? Dạ thưa là cả hai sẽ nên một ạ. Cả hai người sẽ nên một ạ. Đây,
Bảo đọc Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký chương 1, chương 2, chỗ nào 2 sẽ lên 1? Mày đọc Kinh Thánh kiểu gì vậy? Dạ thưa cha, là câu là con người và vợ mình cả hai sẽ không xấu hổ khi trần truồng trước mặt nhau. Tao đâu có dạng trần truồng mà không xấu hổ mày. Cha hỏi nó good ở chỗ nào mà thằng bé này nó đã có mớm được rồi, nó đã được một ly rồi, thì bây giờ cứ theo nó mà đi. Nó good ở chỗ nào con biết không? Bởi vì tình dục là món quà của Thượng Đế. Nó là một mệnh lệnh mà Thiên Chúa bảo con người làm. Mà Chúa là đấng toàn năng và trọn hảo thì lời của Chúa không thể nào sai được, không thể nào dơ được, không thể nào bẩn được, mà lời của Chúa thì phải là lời tốt đẹp. Cho nên những điều của Chúa nói ra không những nó good mà nó còn very good. Nó good ở chỗ đó đó. Nó good bởi vì cái mệnh lệnh đầu tiên khi Chúa tạo dựng con người, cái mệnh lệnh đầu tiên Chúa cho con người không phải là mến Chúa, yêu người, mà Chúa bảo với con người hãy ăn ở quan hệ với nhau để sinh sôi nảy nở. Đó là mệnh lệnh đầu tiên Chúa cho con người trên mặt đất này. Tôi có hình dung nó quan trọng như thế đó. Nhưng hôm nay cha không chỉ đến đây để chia sẻ với các bạn trẻ là nó good như thế nào, cha còn muốn dạy cho các bạn phải quan hệ như thế nào. Ủa mấy bà, cái này mấy bà nói lên, bà nói chán là cha dạy cho chồng con cái. Sao người Á Châu mình được cái ơn là đàn bà hầu hết là không đạt tới khoái cảm của tình dục trong hôn nhân. Cha làm counselor, cha dính cái đó không phải chỉ người Việt Nam mà nói chung là người Á Châu. Người đàn ông hay thường thường sử dụng người vợ mình như một khí cụ, một công cụ để thỏa mãn dục vọng. Chứ không phải như lời của Adam nói, sau khi ông tỉnh dậy trong một giấc ngủ sâu thì ông nói cái gì? Ông nói cái gì? À, sâu chuối này các bạn không thể mua được ở đây. Và cũng không có chỗ khác. Sâu chuối này là làm cái hạt chuối làm bằng cây bông hồng, lấy tại chỗ của Thánh Francisco Assisi. Đã được Đức Giáo Hoàng làm phép. Cho nên cái mùi thơm của nó sẽ vĩnh viễn cho đến khi cây bông hồng không còn nữa. Mời con. Thưa cha là sau... Thưa cha, là sau khi mà ông Adam thức dậy sau một cái giấc ngủ sâu đó, thì ông ấy nói là này là thịt bởi thịt ta, xương bởi xương ta. Đúng hay sai? Sai! Lời Chúa mà thằng này nó láo, nó đổi lung tung. Lời Chúa thì không thể đổi được con. Ý thì đúng rồi, nhưng mà lời Chúa phải cho nó đúng. Mày có đọc kinh ông mà mày xin Chúa ấy. À. Thế cha, ông nói là đây là xương tôi, đây là thịt tôi. Lời Chúa mà nó cứ bị uốn méo như thế này thì tới đời cháu nó chắc lời Chúa ra lời ông địa quá. Mời con. À, hôm nay tí nữa cha sẽ có phần thưởng cho ai ở xa nhất mà tới đây đi tham dự hôm nay. Cha, Chúa nói là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Chúa nói hả tầm bậy. Ông tao đâu biết đâu, nó trả lời là Chúa nói. Mày lừa tao hả? Dạ thưa cha, ông Adam nói là đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Chính xác. Đây là xương bởi xương tôi chứ không phải xương ta. Xương ta với xương Tây nó khác con. Mình ở Việt Nam ta với Tây nó khác nha. Xương bởi xương tôi. Họ không phải là một,
Mà đấy, cho nên ngày hôm nay cha xin các bà đừng chửi đàn ông nó mê gái hay nó mê xác thịt. Cái lỗi là tổ phụ Adam nó đã mê rồi. Có đời thỏa nhà ai gãy một cái xương đau thấy mồ, chẳng có thuốc tê, thuốc mê, thức dậy chẳng thấy nó than đau, nó thấy con mẹ đàn bà nó vớ ngay vào. Đấy, tổ phụ ta nó đã mê xác thịt, cho nên phải để cho đàn ông chúng ta mê xác thịt. Sao không thấy thằng nào vỗ tay cho tao, tao ngu dữ vậy? Tao binh tụi mày đến như vậy mà tụi mày còn không vỗ tay cho tao nữa, thôi chứ còn gì nữa. Cho nên cái vấn đề mê xác thịt là tổ phụ ta đã mê rồi, ông Adam. Cho nên cho trở lại, ngày hôm nay cho muốn dạy các bạn là quan hệ tình dục, nhưng quan hệ như thế nào trong ý định của Thiên Chúa. Trong cái câu chuyện trong Phúc Âm, người ta gọi Chúa Giê-xu là lạy Chúa có được phép ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Chúa Giê-xu trả lời, không. Người ta nói, nhưng Môi-se cho phép chúng tôi ly dị. Chúa trả lời sao? Bởi vì sự cứng lòng của ngươi mà Môi-se đã cho phép, nhưng từ nguyên thủy đã không phải thế. Khi cha đi giảng, cha nhớ muốn các bạn nhớ cho cha, hãy đi về từ nguyên thủy. Hãy xem ý định của Thiên Chúa như thế nào. Khi Thiên Chúa tạo dựng con người, khi Thiên Chúa cho con người, cái mệnh lệnh đầu tiên là hãy quan hệ với nhau để sinh sôi nảy nở. Và quan hệ như thế nào? Các bạn có thể hình dung ra chương thứ nhất sách Sáng Thế Ký, câu 26, 27 và 28 để trả lời câu hỏi đó. Ai mà trả lời đúng câu này, ta hứa cha cho luôn cái bịch khô nai này, khỏi cần phải chia. Ồ, thế là chưa có đứa nào đọc Kinh Thánh, phải không? Câu, cha nhắc lại câu hỏi. Cha hỏi cái câu là, chúng ta, Chúa bảo chúng ta hãy quan hệ với nhau, đúng không ạ? Nhưng mà quan hệ kiểu nào và như thế nào trong nghĩa bóng, không phải nghĩa đen nhá. Mà câu trả lời con sẽ được tìm thấy trong câu 26, 27 và 28 của sách Sáng Thế Ký chương 1, câu 26, 27 và 28. Quan hệ như thế nào trong nghĩa bóng? Sẵn sàng chưa? Cha mang về khoảng 4 ký khô nai. Hôm nay cha dự tính là cha chia ra hả? Tại còn mấy ngày nữa, chẳng hạn một miếng này là mình hạ lấy ra vài ăn. Không, khô nai này cha đã sấy khô rồi, về bóc ra là ăn. Không còn phải nướng gì hết đó. Quan hệ như thế nào trong hình ảnh của đây đây, khi mà có ăn rồi là nó lộn lạo lung tung hết đó. Ăn chắc không? Đọc Kinh Thánh cho đúng nhá. Quan hệ như thế nào? Dạ thưa cha, Thiên Chúa muốn con người quan hệ để duy trì nòi giống, chứ không phải để thỏa mãn dục vọng xác thịt, mà để duy trì nòi giống. Đó là cái Chúa mong muốn chúng ta. Cái duy trì nòi giống cha đã nói rồi. Nhưng quan hệ như thế nào trong nghĩa bóng? Cha, là Thiên Chúa nói là Chúa nói là hãy làm theo, hãy sinh ra con người theo hình ảnh của giống ta, giống hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm chủ cá biển. Thiên Chúa là theo hình ảnh của chính mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đúng, có hướng rồi. Thằng này trả lời có hướng rồi. Cho mày một miếng là con. Trả lời có hướng rồi đó. Ai muốn trả lời? Mời. Giống bà Sơ vậy, không phải? Dạ thưa cha, là để sinh sôi nảy nở theo hình giống hình ảnh Thiên Chúa. Trả lời rồi.
Cái ông kia trả lời tao đã cho ngồi xuống rồi còn lặp lại dốt. Đâu đâu đằng sau này. Sao kỳ sau muốn làm thằng giơ tay mày chạy lên đây kia đi. Mày đứng như này tao chạy mệt quá. Dạ thưa cha, là quan hệ là con người sẽ làm chủ chim trời cá biển. Quan hệ tình dục để làm chủ chim trời cá biển. Dạ là... Quan hệ như thế nào? Dạ quan hệ là con người là chủ và vạn vật thiên nhiên là sẽ phục vụ cho con người. Ủa vậy là mày quan hệ với vạn vật hả mày? Cái con này lung tung nhỉ? Nó bảo quan hệ con người là chủ và thiên nhiên phục vụ cho con người. Mời bên này. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ai đâu nhanh lên. Thưa cha, là để quan hệ để tạo con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Mày đưa tay ra tao coi coi. Hai tay gần vào với nhau. Hai tay gần. Bắn ra, bắn ra. Dạ thưa chúng con, quan hệ nhau và nhìn nhau như hình ảnh của Thiên Chúa. Đó là cách quan hệ đúng đắn. Chương 2, chương thứ nhất, câu 26, Chúa nói như sau. Chúng ta hãy tạo dựng con người trong hình ảnh của chúng ta. Thế thưa các bạn, chúng ta là ai? Chúng ta là... Mẹ tôi vừa mới đọc xong mà nó đã la không nghe rồi. Cái giống này nó không chịu nghe, nó chỉ thích trả lời. Nghe tôi đọc lại này. Chương 1 câu 26, Thiên Chúa nói với nhau. Chúng ta hãy tạo dựng con người trong hình ảnh của chúng ta. Vậy tôi hỏi mọi người, chúng ta là ai? Nói to lên. Đấy là hình ảnh của Thiên Chúa, chứ chỗ nào nó nói mày là con của Chúa đâu mày. Sao hay nhỉ? Câu tôi vừa đọc xong tôi hỏi lại đó còn không trả lời đúng nữa là sao? Chúng ta là ai? Là... hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên tôi về Việt Nam được cái ơn, nó hay hỏi cha tuổi con gì. Tao trả lời tao tuổi con người, còn mày làm con gì nói tao nghe coi. Mày con gì? Tao con người. Đang làm con người không làm mà thích làm con chó à? Làm con gà, làm con lợn à? Đứa nào thích làm con gì? Đâu giơ tay lên coi. Mày tuổi con gì? Tao tuổi con người. Bởi vì Chúa tạo dựng con người của mình trong hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên khi con người quan hệ với nhau thì hình ảnh của Thiên Chúa phải ở đó với con người. Có hiểu ý cha muốn nói không? Có hiểu không? Thấy mọi người có vẻ lơ tơ mơ sờ bờ đờ quá. Có hiểu không? Dạ có. Rải to lên coi, có hiểu không? Chúng ta quan hệ với nhau trong hình ảnh của Thiên Chúa. Đây tôi nói cho mọi người nghe. Mọi người không tin về thử làm đi. Chỉ có con người khi quan hệ với nhau, mặt nó mới nhìn vào mắt nhau thôi. Không có cái con gì trên thế giới này mà nó phải quan hệ với nhau mà nó đẻ đó. Con gà, con chó, con lợn, con heo, con gỗng, con ngan, con chim, con cu, con gì đấy. Không cần biết. Có con nào nó nhìn mặt với nhau để nó ăn ở với nhau không? Không. Chỉ có con người thôi. Mà cái thế giới khốn nạn của ngày hôm nay, tôi dùng chữ khốn nạn, con người không muốn làm con người, nó thích làm con chó. Tôi chửi đấy. Tôi chửi đấy. Làm con người thì không muốn làm, thích làm con chó với con gà cơ. Thiên Chúa dạy tạo dựng, chỉ có con người khi nó quan hệ với nhau, nó mới nhìn vào mặt nhau để nhận ra rằng mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa. Nó nhìn sâu ót thì nó ra cái hình gì? Nó nhìn sâu mông thì nó ra cái hình gì? Cho nên, từ nguyên thủy
hủy, ý định của Thiên Chúa đã bị con người đánh tráo trở. Con người không thèm nghĩ tới Thiên Chúa muốn gì và tại sao Thiên Chúa tạo dựng điều đó nữa. Mà nguyên thủy ông Adam, tuy ông có cái tật là ông ham xác thịt, nhưng mà thằng cha này thông minh. Tôi đưa ra ví dụ, tôi chứng minh. Chương thứ nhất trong sách Sáng Thế Ký là Chúa tạo dựng cây cỏ muôn loài xong rồi Chúa tạo dựng người đàn ông và đàn bà. Đúng không? Rồi sau đó Chúa mới tạo dựng các con vật, đúng không? Chương thứ hai sách Sáng Thế Ký, Chúa tạo dựng cái gì trước rồi tới cái gì rồi tới cái gì? Ai trả lời đúng cho một chai. Đọc rồi là phải nhớ. Sao mà con ngồi mà giống như con đi nghe giảng hay là con đi vô tù vậy mà con ngồi một cách run sợ như thế hả con? Con đến nhà Chúa mà con không thể vui lên được mà con run sợ như thế, con đến để làm gì? Ông này phải không? Dạ thưa cha, là ngày thứ nhất là Chúa tạo ra ánh sáng và Chúa phân biệt ánh sáng với bóng tối. Ngày thứ hai thì Thiên Chúa mới bắt đầu là tạo lên vòm trời. Là tao đang nói chương thứ hai, mày nói chương thứ nhất mày. Tầm bậy. Chương thứ hai, Chúa tạo dựng cây cối muôn loài, đúng không? Xong rồi Chúa tạo dựng cái gì kế tiếp? Mặt trăng, mặt trời vậy đó, Chúa tạo dựng xong hết rồi, Chúa tạo dựng cái gì kế tiếp? Chương thứ hai là Chúa ra tạo dựng con người chứ, trước tiên. Sai bét. Chúa tạo dựng trăng, trấu đúng mọi thứ xong rồi, trái đất xong rồi, Chúa tạo dựng cái gì? Thưa cha, là trời và đất rồi đến nước, là Chúa dùng đất sét nặng ra con người và thổi thần khí vào lỗ mũi con. Phép. Sai. Mày đi đúng hướng rồi đó. Rõ cho nó nửa chai coi. Rõ cho nó một ly. Nó đi đúng hướng rồi đó. Thằng đã đi đúng hướng rồi đó. Ai bên này? Con xích qua đây. Khổ nhỉ. Mỗi lần mặc váy đứng lên ra nói chuyện, cha lại phải kéo cái váy xuống. Sao không mặc bố nó cái váy dài đi? Cha, là Thiên Chúa tạo dựng, tiếp theo là chim trời cá biển. Tầm bậy, mày lại trở về chương thứ nhất, tao đang hỏi chương thứ hai. Mời con. Dạ thưa cha, là tạo ra bụi cây, sau đó tạo ra mưa và tạo ra nước từ dưới lên. Rồi tiếp theo là tạo ra con người vì không có người tanh tác. Thằng kia đã nói con người, mày cũng con người. Dạ thưa con, Chúa không có tạo dựng ra con người, Chúa tạo dựng ra người đàn ông. Tôi có đọc kinh thánh, đọc ký dùm cha hàng cái, đừng có lơ tơ mơ sờ bờ đờ. Chương thứ nhất là Chúa tạo dựng con người, có nam, có nữ. Chương thứ hai, Chúa tạo dựng ra người đàn ông, chứ không có tạo dựng ra con người, con nhắn. Nghe rõ chưa? Mọi người hôm nay về đọc kinh thánh nhớ kỹ dùm tôi. Chúa tạo dựng ra người đàn ông. Sau khi Chúa tạo dựng ra người đàn ông, thằng cha này nó buồn. Chúa tạo dựng cái gì? Chúa tạo dựng cái gì? Dạ thưa cha, là Chúa tạo dựng người đàn bà. Mày há miệng mày ra, tao đổ cho mày say, mày chết cha mày luôn con. Anh nói lung tung. Bên này không đứa nào đọc kinh thánh hết. Mời con, mày quyết tâm lấy cái chai này của cha hay sao á? Tao thấy mày dơ dữ lắm rồi đó. Thưa cha, là Chúa Giêsu tạo nên Sai rồi, không phải Chúa Giêsu. Tao hỏi Chúa, lúc đó nghe chữ Chúa tạo dựng là không phải Chúa Giêsu tạo dựng. Chúng ta là cả ba ngôi đều tạo dựng. Mà cha muốn ngưng cái chỗ đó cho dạy giáo lý chút xíu nè. Hay lắm con. Từ từ, bỏ tay xuống đó con. Xin lỗi nha. Cô nào mà mặc áo sát ta nách á, giơ tay lên nhớ lấy cái tay kia che cái nách. Hãy giơ. Mẹ giơ lên, tao chia trí lắm.
Cha muốn dừng lại cha dạy giáo lý chút xíu nào, mình vẫn mới có 7 giờ 15 mà còn sớm. Ai buồn ngủ không buồn ngủ cứ về nha, không sao hết đó. Cha giảng cha không bắt ai ngồi nghe nha. Đứa nào thích thì nghe, đứa nào không thích về. Rồi, hai ông Chúa tạo dựng trong chương thứ nhất. Chị đâu có biết đúng không? Dạ, cảm ơn chị giữ giùm em nha. Ừ. Trong chương thứ nhất, Chúa bảo tạo dựng gì? Hãy có là có. Hãy có là có. Tới con người, Chúa không có bảo hãy có. Chúa nói làm sao? Chúng ta... Ủa? Lúc đó Chúa tạo dựng mọi loài rồi, Chúa đang nói chúng ta là Chúa đang nói chuyện với ai trời? Hay là ông nói với con chó, con mèo, con heo, con gà, con lợn? Chúng ta đó là cái tư tưởng đầu tiên của mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Ngay trong chương thứ nhất của sách Sáng Thế Ký, chúng ta hãy tạo dựng con người trong hình ảnh của chúng ta. Hay không? Không có hãy có, mà là chúng ta. Một sự kết hợp mật thiết giữa ba ngôi Thiên Chúa. Nhưng mà tiếng Việt nó chưa có giải thích lên được trong ba ngôi mà một Thiên Chúa. Tiếng Anh, ở đây tụi con, cha giảng cho giới trẻ, tụi con hiểu tiếng Anh. Tiếng Anh, nếu cái danh từ, cái tính từ là số nhiều, thì cái danh từ đi theo sau cũng phải là số nhiều. Chẳng hạn, our thì nó phải là image, là cái hình ảnh, thì nó phải là images, đúng không? Nhưng nghe Chúa nói nè, let us là chúng ta, create man là con người, in our image, mà không phải images, là ba nhân sủng nhưng chỉ một hình ảnh. Tụi con thấy nó sâu xa chưa? Ba, sau này chúng ta biết là ba, nhưng mà lúc đó chúng ta biết ít nhất phải là hai thì mới có chữ chúng ta. Mà our, nhưng mà chữ image là số lẻ, một hình ảnh, chứ không phải là nhiều hình ảnh. Tụi con thấy hay không? Cái mầu nhiệm một Chúa ba ngươi đã được mặc khải từ trong cái gốc như thế đó. Rồi trở về với cái Chúa tạo dựng. Adam là đàn ông, sau đó Chúa tạo dựng cái gì kế tiếp? Con cha, hai vợ chồng mày từ đâu đến? Dạ con đến từ Kiên Giang. Hai vợ chồng này từ Kiên Giang lên đây nghe cha giảng, có đứa nào ở xa hơn nó không? Có ai ở xa hơn Kiên Giang không? Con ở đâu? Ở Nam Định mà mày bay vô đây nghe tao giảng, hay mày vô đây mày ở rồi mày nghe lén mày tao đập chết cha mày, giờ mày lừa tao hả? Mà hai vợ chồng mày lên đây nghe tao giảng hay là lên đây đi làm rồi nghe? Lên đây nghe cha giảng chứ không có đi làm. Con không có đi làm. Mẹ mày thôi, tao cho mày một chai đi, khỏi trả lời, con ngồi xuống đi con. Hai vợ chồng từ Kiên Giang mà họ lên đây nghe tao giảng. Hai vợ chồng này dư giờ, miền Nam nó gọi là quẩn. Nhưng mà quẩn kiểu của con thì cũng tốt lành. Rồi, làm sao nói cho cha nghe coi. Chúa tạo dựng gì kế tiếp? Mình còn tới gần 8 giờ là bà tí nó cho câu hỏi. Dạ thưa cha, là Chúa tạo dựng... Nói nhiều quá, ngồi suy nghĩ gì? Đó, như vậy là ngày mai những đứa nào mà tí nó thông báo là ngày mai ngồi ra phía giữa này không? Tao hỏi cho lẹ. Yên trí, ngày mai rượu còn đầy. Cha mang 3 thùng rượu lẻ từ bên Mỹ về, mỗi thùng 12 chai. Cha, người đàn ông ở một mình không có tốt cho nên... Tôi hỏi Chúa tạo dựng cái gì, ông trả lời người đàn ông ở một mình không tốt. Chúa tạo dựng ra người đàn bà và dẫn đến cho nó. Chúa tạo dựng ra người đàn bà từ cái gì của đàn ông? Từ cái xương sườn, rút ra lắp thịt vào. Xương sườn trái hay phải? Con không biết ạ. À, tao cũng không biết luôn. Ờ đó, đúng rồi đó. Tao hay lừa nó lắm. Không, nó trả lời mà đúng thì tao hỏi trái hay phải. May mà nó trả lời trái hay phải là sai hết. Nó nói con cũng không biết, vậy là mày trả lời đúng rồi, tao cũng đâu có biết đâu. Tao đâu có biết trái hay phải đâu. Tao hỏi mày thử coi mày có biết hay không thôi mà. Nhưng mà hễ mà nó trả lời trái hay phải là nó sai, lấy lại chạy điều, hay không? Mà hãy nó trả lời con không biết thì mày trả lời đúng rồi á. Thôi ngồi xuống đi cho chạy rượu. Rồi kế tiếp. Ở sô-cô-la không có mang hả con? Mày kiểu đó là chết người rồi. Rồi, à kế tiếp. Chúa tạo dựng ra ai? Sau khi Chúa tạo dựng người đàn ông xong, Chúa tạo dựng ra ai? Dạ cho em xin lại chai rượu.
Sai bố nó rồi, em hù vậy thôi. Cả nhà thờ vỗ tay để tao biết coi có bao nhiêu đứa dốt trong nhà thờ này. Chứ mày đã bị tao lừa. Thưa cha, chú tại ra giả thú và một chim trời. Đấy, sau khi người đàn ông buồn, Chúa không có tạo dựng ra người đàn bà từ cái xương sườn đâu cha nội. Chúa tạo dựng ra giả thú và muôn vật. Kính tặng con chai rượu. Chúa tạo dựng ra giả thú và muôn vật bởi vì hồi nãy cái dòng tư tưởng cha đang giảng là mọi người phải nghe được cái dòng tư tưởng cha đang nói. Là ông Adam, cha đang giảng sao? Là cha đang chửi cái vụ gì? Làm con người thì không muốn, muốn làm con thú. Đúng không? Là cha nói là ông Adam, ông mê gái, mê thân xác. Nhưng mà ông thông minh. À, ông thông minh ở chỗ nào? Đây, cha chứng minh cho thằng cha này thông minh lắm nè. Chúa thấy ông này buồn, Chúa mới tạo ra muôn thú. Chúa mới dẫn tới trước mặt Adam. Chúa bảo kiếm coi có đứa nào hợp không? Đúng không? Rồi đặt tên cho nó luôn. Adam nhìn qua thấy con này mập béo à con lợn. Con thằng này mặt giống khỉ hả? À? Con khỉ. À. Tụi con có nhớ trong thiếu nhi thánh thể chúng ta hay có chơi cái bài ngày xưa Adam mẹ và được Chúa cho là mẹ cha đặt tên một này phải không? Cho nên là cái bài hát đó nó sai thuần học. Chỉ có Adam thôi làm đất, chỉ có Eva. Đấy, thiếu nhi hát bao nhiêu năm nay sai tuét thò lò lên kinh thánh vậy mà cứ rống cổ lên hát nha con nha. Có Adam thôi làm gì có Eva, lúc đó là làm gì có Eva. Mà là còn lại, ngày xưa Adam Eva được Chúa cho làm mẹ cha này xạo nó mày về học lại kinh thánh dùng cái mấy trưởng. Chúa mới tạo dựng cái con thú. Chúa mới dẫn tới Adam, Chúa bảo xem có đứa nào nó hợp thì lấy một đứa về làm vợ. Adam ông thông minh, ông nhìn qua, ông nhìn lại, ông nói Chúa tạ ơn Chúa đặt tên, nhưng mà không có ai tương xứng với tôi. Đấy, Adam khôn như vậy đó. Adam không muốn làm chó. Adam không muốn làm khỉ nhá. Adam không, khỉ với chó, với heo, với gà, với lợn, nó không có tương xứng với mình. Và Adam tiếp tục buồn. Sau đó Chúa mới cho Adam đi vào một giấc ngủ sâu. Và Chúa tạo dựng ra người đàn bà. Tôi có đọc kinh thánh chịu khó để ý dùng cha nhé. Cứ con kia kể chuyện kinh thánh điều này thì cha sợ rằng 3 thế kỷ sau đạo Thiên Chúa biến mất trên thế giới. Sau khi đó, cha muốn dẫn qua cái bài của tối mai. Để ngày mai tụi con về phải suy tư tiếp. Đi qua tới chương 3 của sách Sáng Thế Ký mới ghê gớm và rùng mình. Sau khi Chúa tạo dựng vậy, thế là ông Adam, ông mới khoái quá, ông mới ôm chầm lấy con bè này. Ông mới bảo đây thân bởi thân tôi, thịt bởi thịt tôi, quên quả cái đau đớn của mất một cái xương sườn. Ông chẳng thèm cảm ơn Chúa luôn. Sau khi đó hai ông bà ở trong vườn địa đàng và con rắn nó mò ra. Con rắn nó mò ra, nó dụ bà Eva ăn. Rồi bà Eva thì thương chồng mình, rủ chồng mình ăn chung. Sau khi ăn xong thì hai ông bà thấy mình sao? Trần truồng. Hay ta. Ủa trước khi ăn bọn nó không trần truồng sao? À, nó có. Mà tại sao mà lúc này nó mới thấy mình trần truồng và nó xấu hổ? Đó là cái chủ đề cho muốn dẫn cho có tối ngày mai. Trần truồng mà không xấu hổ. Kinh Thánh dạy hai ông bà trần truồng trước mặt Thiên Chúa mà hai ông bà không xấu hổ. Ngày hôm nay sau khi ăn xong trần truồng xấu hổ. Cho nên cha cứ nói đứa nào trần truồng mà xấu hổ đứa đó có tội. Vì tội nó mới xấu. Mày cười gì? Mày có hiểu gì không mà cười? Mày hiểu gì không? Mấy tuổi rồi? Con, tao hỏi mày mấy tuổi rồi, nó nói dạ con ở Huế. Người Việt Nam mình được cái ơn hay vậy đó. Ủa cha con, cha đang nói tiếng Việt mà con không hiểu tiếng Việt của cha hả?
Con mấy tuổi rồi? Con 17 tuổi. Cha đâu có hỏi con ở mô, con nói con ở Huế. Hay không? Người Việt Nam mình hay vậy đó. Hỏi câu trả lời này không liên quan gì tới câu hỏi đó. Con mấy tuổi rồi? Dạ con ở Huế. Tí nó hỏi cha mẹ con tên gì, nó nói dạ ông bà con ở Quảng Ngãi. Cha là gốc Bắc nhưng mà sinh ra và bố mẹ cha vô ở trong Bình Định, cho nên tao nói tiếng nấu gió lắm à. Nói tiếng người Bình Định á. Rồi trở về. Sau khi hai ông bà đã sinh ra như vậy, cha muốn ngưng ở chỗ này ở đây để trở về với cái đề tài của đêm hôm nay. Tình dục thì rất sướng. Vậy tại sao giáo hội cấm tụi con không được quan hệ tình dục trước hôn nhân? Đứa nào trả lời được dựa theo những cái gì nãy giờ cha giảng, tao tặng cho mày cái chai còn lại. Mà không đứa nào trả lời là tao đọc cho đến khi nó bể luôn. Có ai không? Mặc áo dài, tay dài, giơ tay lên cho cha đỡ chia trí con. Mà đứa nào mặc áo sách nách, giơ tay, tao nhìn, tao không dám nhìn. Tao bị cái ơn chia trí ở chỗ nào đâu con? Dạ thưa cha, là vì không được quan hệ trước hôn nhân là vì Chúa nói thân xác con người là đền thờ của Chúa, nên là mình phải giữ cho nó trong trắng tới lúc mình được làm phép, được lên bàn thờ và được ký kết giao ước với nhau, thì lúc đó mình mới là sống trọn vẹn với nhau. Cha nói làm sao nghe cha hỏi trước khi trả lời giùm cha. Dựa vào những gì nãy giờ cha giảng. Nãy giờ mày nói có liên quan đến gì tới nãy giờ tao giảng không? Ủa vậy nãy giờ tao giảng mày dục bố nó đi đâu rồi con? Dựa vào từ những nãy giờ cha giảng, ai có thể giải thích cho cha biết tại sao nếu cha thông bảo tình dục thì rất sướng và đó là một cái ân sủng của Thiên Chúa, quà tặng của Thiên Chúa nó good, thì tại sao giáo hội cấm tụi con quan hệ trước hôn nhân? Dạ thưa cha, dạ. Dạ thưa cha, giáo hội cấm quan hệ trước hôn nhân. Không ai hiểu mà phải nói tỏ như đi. Dạ thưa cha, giáo hội dạ thưa cha, là giáo hội cấm quan hệ trước hôn nhân là vì giáo hội chỉ chấp nhận mối quan hệ trong mối quan hệ là hôn nhân hôn phối, còn ngoài ra nếu như chưa được cấp nhân chưa tổ chức phép hôn phối. Dựa theo nãy giờ những gì cha nói, mời con. Dạ thưa cha, là khi mà quan hệ tình dục thì sẽ sinh sản, mà chưa kết hôn thì thường là sẽ không có em bé được, rất dễ từ bỏ. Đúng rồi, chưa kết hôn, cô này nói đúng một phần là chưa kết hôn thì đôi lúc không chấp nhận con cái và này nọ, đúng một phần. Giờ con lấy ra cho đập cho mày một nửa. Không lấy thì thôi, đó có rõ ràng là nó không muốn lấy nha, chứ không phải là cha không đưa một nửa nha. Dạ thưa cha, cấm là bởi vì đi ngược lại ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa là muốn hai người quan hệ là vợ chồng với nhau mới được quan hệ. Mày cũng đi đúng rồi, có muốn một nửa không? Tao đọc cho một nửa. Là con nói lộn rồi, con nói lại phải không? Ok. Dạ thưa cha, là tại vì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì không... Không liên quan gì tới nãy giờ tao nói. Bây đó là tao phải dịch. Ủa con Phượng mà cũng đòi đi lấy quà của cha thông cơ à. Tao thử coi luật sư Việt Nam nó có thông minh không nha. Cha ơi, có phải là cái câu mà... Tao hỏi mày hay tại vì trong Kinh Thánh nó có cái câu mà đàn ông sẽ rời bỏ gia đình mình rồi mới gặp những người đàn bà, rồi từ đây hai người mới lên một. Thì có nghĩa là phải rời bỏ lên một xong rồi mới được quan hệ, phải không cha? Mày hỏi tao hả? Tao chưa có câu trả lời. Nó tưởng nó làm luật sư là nó có quyền hỏi tao. Giờ này tao làm cha tao có quyền. Nãy giờ con trả lời câu nào chưa? Cha muốn cái người nào chưa trả lời. Dạ thưa cha, theo con là bởi vì... Theo mày, theo giáo hội. Nãy giờ tao hỏi là tại sao giáo hội, và theo mày, mày là giáo hội à?
Cha hỏi theo giáo hội mà nó nói theo con, nó làm như nó là giáo hội á. Dạ thưa cha, tại vì lúc này á là chưa xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi, thành thử chưa được quan hệ. Nó quá đơn giản đi mà, trời ơi là trời. Bởi vì nó chưa phải là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi, thì trong khi cái quan hệ đó họ không thể nhìn được nhau là một. Họ không thể nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa tạo dựng trong đó. Con nói đúng, khi chưa tới hôn nhân thì nó cũng chưa sinh sôi nảy nở. Và cái vấn đề mà phá thai ngày hôm nay trong giới trẻ rất nhiều trước hôn nhân, nhưng mà trong hôn nhân nó vẫn phá đều đều đấy con à. Rồi hồi nãy tao cho nó một nửa mà nó không cho lấy đó, tao tính đập cho nó một nửa chai đây, nó bảo thôi, cháu lấy đi. Dạ thưa anh, rất chính xác. Chúng ta phải giải thích cho giới trẻ ngày hôm nay thì phải giải thích một cách rõ ràng như thế. Bởi vì tụi con chưa phải là thân bởi thân tôi và thịt bởi thịt tôi trong ý định ban đầu của Thiên Chúa là bí tích hôn nhân. Bởi vì tụi con ăn ở với nhau như vậy, tụi con không thể trở nên một trong hình ảnh của Thiên Chúa. Và đó là lý do tại sao giáo hội không cho phép chúng con quan hệ với nhau trước hôn nhân, cho dẫu rằng sex is good. Mà indeed, nó is very good. Bởi vì cái món quà và quà tặng của Thiên Chúa phải được dùng đúng nơi, đúng lúc và đúng chỗ. Các bạn trẻ rất thân mến, cha tạ ơn Chúa các bạn ngày hôm nay đến chật kín cả nhà thờ Tân Sa Châu này. Cha tạ ơn Chúa, cha chánh xứ cho phép cha đến đây với các bạn ngày hôm nay, ngày mai và ngày thứ bảy nữa, để cùng cười, để cùng nói, để cùng nghe, để cùng hiểu một điều mà tưởng rằng ai cũng hiểu. Nhưng chúng ta đã hiểu sai lệch cái ý định ban đầu của Thiên Chúa. Cha mong các bạn, cha van các bạn, cha xin các bạn. Nếu cha phải cần quỳ xuống trước các bạn để cha xin, cha sẽ vui mừng làm điều đó. Ngày hôm nay, nếu những ai chưa kết hôn, cha xin mượn lời cái bài giảng tối hôm kia. Cha nói về người đàn bà ngoại tình. Tôi cũng vậy. Tôi không lên án con. Con về đi và đừng phạm tội nữa. Cha van tụi con. Cha xin tụi con. Và nếu được, xin cho cha thách đố tụi con. Chúng ta cùng cầu nguyện với nhau, cho nhau, để cha cũng như con, bởi vì tụi con biết là linh mục, cha vẫn có những cái cám dỗ của thần xác. Cha cũng như con, chúng ta cầu nguyện cho nhau, với nhau và trong nhau, để chúng ta có đủ can đảm vượt qua và dám nhìn Chúa và nghe lời của Chúa, con đừng phạm tội nữa. Để cho ý định ban đầu của Thiên Chúa được triển nở trong đời sống của con, của cha, của mỗi người chúng ta. Và xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mỗi người chúng ta. Amen. Bảy giờ 30, cha giấy ba câu hỏi nào tốt lành, cha sẽ trả lời ba câu hỏi. Sau khi đó chúng ta sẽ ngừng. Ai có câu hỏi đàng tốt lành đàng hoàng, còn nếu không thì về suy nghĩ câu hỏi đàng hoàng. Ngày mai có thể gặp cha trước cái giờ giảng và cha sẽ lấy cái câu hỏi đó viết xuống cho cha và cha sẽ sẵn sàng trả lời cho các bạn vào tối ngày mai. Sẵn sàng viết vào giấy nha, rồi gửi cho cha và cha sẽ sắp xếp và cha sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của anh chị em, viết sẵn nha, chứ còn không thì khó. Bây giờ ngày mai chúng ta lưu ý là sau cái phần giảng phòng này
chúng ta sẽ sám hối và xưng tội có các cha ở trong hạt tới mai là thứ mấy, mai thứ sáu phải không? Đúng rồi, mai mùng 2. Có các cha trong hạt tới giải tội cho chúng ta. Nghe không? Không có một cái tuần tĩnh tâm nào mà lại thiếu cái sự hòa giải với Thiên Chúa. Có hòa giải với Thiên Chúa thì mới hòa giải với nhau được. Nghe? Rồi, chúng ta cùng nhau đứng lên để kết thúc. Chúa ban phép lành cho tất cả chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca. Nào ta chúc tụng Chúa, ta ơn. Rồi, mời các bạn về nghỉ. It's good to see you boys. Tình Chúa thì không bến bờ, không có điều kiện. Give me a high five, lady. You are amazing. Chúa thực sự hiện diện trên bàn thờ, trong bí tích thánh thể, ngay tại nơi đây. Chúa thông minh, sáng suốt, vô cùng. Chúa thấu hiểu những gì chúng ta chưa nói hoặc đang suy nghĩ trong lòng. Chúng ta phải trở nên muối cho đời. And this is how much Jesus loves us. He allows you and I to nail him on the cross.